Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày Chủ nhật 29 tháng 4, 2018, tại tượng đài thuyền nhân trong khu Westminster Memorial Park, thành phố Westminster, miền Nam California, đã có buổi lễ tưởng niệm thuyền nhân lần thứ 9 do Ủy ban xây dựng tượng đài thuyền nhân tổ chức, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các vị dân cử, các hội đoàn và đồng hương. Chúng tôi xin giới thiệu nhà thơ Ái Cầm, một thành viên trong ban tổ chức, và được bà cho biết. Trong 9 năm qua thì mỗi năm đài tưởng niệm thuyền nhân đều tổ chức một ngày lễ tưởng niệm. Và chúng tôi rất là may mắn được coi như là Westminster Memorial Park cho cái miếng đất này để đặt cái tượng đài thuyền nhân, và họ sẽ bảo quản hàng suốt hàng trăm năm sau. Dạ thưa anh, và hội đồng thành phố Westminster đã chọn ngày Chủ nhật của cái tháng cuối cùng của cái tháng 4 là ngày kỳ chung của thuyền nhân Việt Nam. Dạ. Thưa chị, trong suốt 9 năm qua như vậy thì chúng tôi cũng mỗi năm chúng tôi đều gửi tới quý vị buổi tưởng niệm thuyền nhân tại nơi đây, cũng có rất đông là các quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cũng như là các quý vị dân cử tới tham dự. Và thưa chị, trong suốt 9 năm qua thì những danh sách những người đã tử nạn là thuyền nhân đó thì đã ghi danh được tất cả bao nhiêu người thưa chị? Dạ thưa anh Phan Đại Nam, là trong cái danh sách ở đây là có 54 cái bia đá, thì có trên 7.000 cái danh sách của quý thuyền nhân từ quý vị đã gửi về cho ủy ban thực hiện đại tưởng niệm thuyền nhân. Thật sự ra theo cao ủy Liên Hiệp Quốc cho biết là nếu như có 1 triệu người ra đi thì hàng 500.000 người đã mất bỏ mỏ mình trên biển Đông. Thì có những cái chiếc tàu và 500-700 người, và rất là nhiều chiếc tàu đã không có đến được đến bờ tự do, vì cả chiếc tàu đã đều bị chìm sâu dưới đáy biển. Thành sau này nếu như khi mà ủy ban thực hiện đài tưởng niệm thuyền nhân thực hiện xong thì chúng tôi sẽ có một cái bia đá để mà tưởng niệm chung cho tất cả quý thuyền nhân. Và cũng xin báo tin vui đến anh Phan Đại Nam cũng như tất cả quý vị là vừa qua chúng tôi có gặp ông Gibson là ở Big Family này, thì ông có cho biết rằng thì ông sẽ cho chúng tôi tiếp tục thực hiện thêm 10 cái bia đá nữa ở xung quanh cái vòng cuối cùng của cái tượng đài gần cái trụ cờ đó. Thì nhân đây thì Ái Cầm cũng cái quý đài tên cái đài SPTN, Ái Cầm xin tất cả quý vị nếu có cái danh sách bà con thân nhân bằng hữu thì quý vị xin được gửi về cho đài tưởng niệm thuyền nhân của chúng tôi. Và cái điều Ái Cầm xin nhắn với tất cả quý vị thì khi quý vị gửi cái danh sách về thì xin quý vị đừng kèm bất cứ một cái tài chánh nào, vì đó là cái ước nguyện chung mà khi mà chúng tôi cùng với anh Việt Dũng, Thái Tư Hạp và Ái Cầm cũng như tất cả các anh chị em trong ủy ban cũng như bác sĩ Lê Hồng Sơn, chị Văn Bằng, bác sĩ Ngô Phùng Hỷ và rất là nhiều quý vị, thì chúng tôi đều có một cái ước nguyện rằng là sẽ nhận danh sách nhưng mà không nhận bất cứ một đồng nào từ quý vị thân nhân, bởi vì tất cả quý vị đã không may mắn đến được bến bè tự do. Vì thế đây là cái bổn phận chung của tất cả chúng ta cũng như cộng đồng chúng ta. Thưa anh Phan Đại Nam, và cũng thưa với tất cả quý vị là trong 9 năm qua, cái đài tưởng niệm thuyền nhân này là một số anh em chúng tôi đứng ra thực hiện. Nhưng mà khi cái tượng đài đã được hoàn thành rồi thì đây là cái tượng đài chung của cộng đồng Việt Nam chúng ta khắp nơi trên hải ngoại. Dạ. Thưa chị, qua sự chia sẻ của chị thì những thân nhân của những thuyền nhân mà đã tử nạn gửi danh sách về cho chị thì gửi về địa chỉ nào và liên lạc như thế nào thưa chị? Thưa anh Phan Đại Nam, là thưa quý vị gửi về là Ủy ban thực hiện đài tưởng niệm thuyền nhân 9234 đường Valley Boulevard, thành phố là Rosemith, California 91770, hoặc quý vị có thể liên lạc về Ái Cầm là 626-589-9242. Buổi lễ tưởng niệm thuyền nhân được bắt đầu với phần ngỏ lời của thi sĩ Ái Cầm. Kính thưa quý vị, nếu không có ngày 30 tháng 4 1975 sẽ không có hiện tượng thuyền nhân. Đó là lý do Hội đồng thành phố Westminster để tri ân và tưởng niệm đến nên đã chọn ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 4 là ngày kỷ chung cho các thuyền nhân bộ nhân đã tử nạn trên biển Đông và biên giới miên Việt vì tự do và nhân quyền. Chúng tôi tha thiết kính mời quý vị cư ngụ tại Little Saigon, tiểu bang Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, xin hãy dành Chủ nhật cuối cùng của tháng 4 để chúng ta tề tự về trước tượng đài thiền nhân Việt Nam để tưởng niệm và cầu nguyện đến chư hương linh, hương hồn của các thuyền nhân và bộ nhân sớm siêu thoát. Sau nghi thức chầu cờ khai mạc và mặc niệm là phần phát biểu của nhà báo Thái Thu Hạp, trưởng ban tổ chức và cũng là một thành viên trong ủy ban xây dựng tượng đài thuyền nhân. Thời gian đã qua,
43 năm nhìn lại, núi sông có thể đổi thay, nhưng trong tâm thức thuyền nhân Việt Nam sẽ không bao giờ quên được những thảm cảnh kinh hoàng đau thương nhất trong lịch sử dân tộc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng với niềm tin và hy vọng, thuyền nhân đã cố gắng can đảm vượt qua để gây dựng cho các thế hệ con cháu có một tương lai rạng rỡ như ngày hôm nay về mọi lĩnh vực trong dòng chính tại Hoa Kỳ và các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới, và đã mang lại thông điệp đến với nhân loại về ý niệm giá trị cao quý của tự do và nhân phẩm của con người. Đó là lý do Ủy ban thực hiện đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam hàng ngày, hàng năm vào ngày cuối tháng 4 tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện đến hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân sớm được siêu thoát, để lưu truyền đến các thế hệ mai sau hiểu biết về nguyên nhân thuyền nhân Việt Nam rời khỏi quê hương yêu dấu sau biến cố ngày 30 tháng 4 75. Kính thưa quý vị, sự kiện lịch sử của các cộng đồng thiểu số định cư tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chưa có một cộng đồng nào như cộng đồng người Việt chúng ta, với một quá khứ mà lịch sử viết bằng máu và nước mắt bi thảm đến như thế mà vẫn kiên trì vươn lên tạo nên những thành tích vẻ vang thật tự hào và vinh danh. Trong 9 năm qua kể từ khi đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam, bao giờ ủy ban chúng tôi cũng khẳng định đây là một công trình tâm linh và lịch sử, là tâm nguyện chung của cộng đồng Việt Nam nơi hải ngoại. Với truyền thống văn hóa dân tộc thể hiện tinh thần biết ơn và báo ơn, nên chúng ta tin tưởng các thế hệ con cháu của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy ngày thuyền nhân Việt Nam ở hải ngoại để nhắc nhớ cộng đồng người Việt chúng ta không bao giờ quên tri ân chính phủ Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ đã mở tâm từ ái đón nhận chúng ta vào định cư xứ sở tự do, an bình và thịnh vượng này. Trong cùng khung cảnh trang nghiêm và thiêng liêng mang ý nghĩa ngày quốc hận ngày hôm nay, chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm được tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự. Trân trọng kính chào quý liệt vị. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự ngày tưởng niệm thuyền nhân được tổ chức lần thứ 9 tại thành phố Westminster, miền Nam California. Và sau lời phát biểu của nhà báo Thái Thu Hạp, trưởng ban tổ chức, sứ ngôn viên Minh Phượng đã giới thiệu một tấm bảng thuyền nhân đầy ý nghĩa của các em. Đây là những em đã được giải thưởng hạng nhất trong chương trình của Orange County, và nhất là các em đã có cái bảng này và đã xuất hiện ngay trên Sacramento để trình cho tất cả mọi đồng hương của chúng ta khắp nơi đều biết. Và các em đây thuộc trong gia đình của các anh các chị đã từng đi vượt biên. Thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị một tràng vỗ tay khích lệ cho những người tuổi trẻ trong ngày hôm nay, một thế hệ tương lai. Thưa quý vị. Kế đến là phát biểu của ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster. Biến cố 30 tháng 4 1975 đã khiến hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi. Và hàng triệu người Việt đã viết nên lịch sử sau năm 1975. Người Việt chúng ta đã đánh đổi tất cả, sẵn sàng hy sinh tất cả vì hai chữ tự do. Và thuyền nhân Việt Nam đã
viết nên một trang sử bi hùng, rời bỏ tất cả người thân, gia đình, của cải, để lại đằng sau tất cả, ra đi không biết nơi nào là bến bờ tự do. Chỉ muốn rời khỏi Việt Nam cũng vì hai chữ tự do. Và tập thể người Việt tị nạn của chúng ta khắp nơi trên thế giới, chúng ta đã vươn lên từ máu và nước mắt. Chúng ta đã vươn lên từ tất cả những hy sinh, những đánh đổi để chúng ta có hai chữ tự do. Từ đó cho thấy hai chữ tự do quan trọng biết chừng nào đối với tất cả chúng ta. Xin cùng với tất cả quý vị, chúng ta hãy cầu nguyện cho những hương linh của các thuyền nhân Việt Nam. Và chúng ta hãy tiếp tục trân quý và tranh đấu cho hai chữ tự do. Cảm ơn tất cả quý vị. Sau phát biểu của các nghị viên Hội đồng thành phố Westminster là phát biểu của luật sư Andrew Đỗ, Chủ tịch Hội đồng giám sát Orange County. Ngày hôm nay chúng ta cùng tập hợp trong một khung cảnh linh thiêng nhất để tưởng niệm những giờ phút đau thương của miền Nam tự do cách đây 43 năm. Hàng triệu người dân Việt Nam, trong đó có cả chúng ta, phải chấp nhận một định mệnh nghiệt ngã của đất nước. Hàng trăm ngàn đồng bào khác kém may mắn đã bỏ mạng trên đường bộ, băng qua rừng núi hay trên biển cả, hoặc trong các lao tù cộng sản. Không có gì mô tả được nỗi nhục nhằn của người Việt quốc gia can đảm bỏ xứ ra đi vì không chấp nhận một chủ nghĩa vô thần cộng sản và đã phải đi tìm một cuộc sống tự do đầy nhân phẩm. Mỗi năm, ngày Quốc hận 30 tháng 4 là cơ hội duy nhất để chúng ta tưởng nhớ đến những tấm gương trung liệt của các quân công cán chính Việt Nam Cộng Hòa và những hy sinh của hàng trăm ngàn đồng bào miền Nam trên biển cả, dọc néo đường gian truân để tìm đến bờ tự do. Những bi thảm, đổ nát, chia lìa ly tán gia đình trong những cuộc phiên lưu hiểm nguy nói lên tinh thần bất khuất, yêu chuộng tự do của người dân miền Nam đã để lại một dấu tích bi hùng trong lịch sử nhân loại. Vì thế, ngày thuyền nhân Việt Nam một lần nữa là chứng tích của người Việt oai hùng, đơn độc trong việc chống lại chủ nghĩa cộng sản, để không bao giờ bôi xóa tội ác của Cộng sản Việt Nam với chúng ta và đất nước. Kính thưa quý vị, trong cương vị là Chủ tịch của Hội đồng Giám sát, chúng tôi xin thay mặt hơn 3 triệu cư dân và đồng hương tại quận Cam để chân thành cảm tạ ông bà bác sĩ, Chủ tịch, ông bà Thái Tú Hạp, ký giả Minh Phượng và toàn thể ban tổ chức Ngày Thuyền Nhân Việt Nam đã tổ chức ngày tưởng niệm đáng trân kính này. Kế đến là phát biểu của dân biểu Olen Lovanto. And it's an honor to be here as your representative in the United States Congress. As we remember at this memorial all the people that sacrificed and gave their lives in trying to flee the communist regime in Vietnam. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin dịch sơ vài lời phát biểu của dân biểu Alan Lovanto. Ngày hôm nay ông rất vinh dự được đến đây để cùng với cộng đồng chúng ta tưởng nhớ đến những tất cả đồng bào của chúng ta đã hy sinh trong cái con đường đi tìm tự do. I would like to tell you. Ông dân biểu Lovanto muốn trình bày đến quý vị hai dự luật mà ông đã để trình vào Quốc hội Hoa Kỳ trong tuần này. Thứ nhất đó là nghị quyết vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quân đội Hoa Kỳ cũng như là tưởng niệm 43 năm biến cố 30 tháng 4 ngày Sài Gòn thất thủ và cái tháng tư đen của chúng ta. Sau những phát biểu và trao bảng vinh danh cho ban tổ chức của các vị đại diện dân biểu Lucoria, thực hiện sĩ Giang Lan Nguyễn, phát biểu của chánh lục sự quận Cam và của học khu Garden Grove, là đến phần phát biểu của ông Sean Haddad, giám đốc Westminster Memorial Park. Cháu xin kính thưa quý vị, cháu tên là Sean Haddad và cháu là giám đốc của nhà quản Big Family Funeral Home.
Và hôm nay cháu xin được đại diện cho ban giám đốc của Nghĩa Trang Westminster Memorial Park và toàn thể công ty và xin chào đón tất cả quý vị đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay cháu rất là vinh dự để vì hàng năm đã được cùng với quý vị tưởng niệm ngày lễ thuyền nhân Việt Nam. Đây là năm thứ 9 mà trong 5 năm qua thì cháu đã có cơ hội để cháu có mặt ở đây để cùng với quý vị cùng nguyện cho những người đã mất mát vì họ tìm kiếm sự tự do. Và đây cũng là một cái điều rất là hân hạnh đối với tôi, đối với cháu để có mặt và tham gia, mặc dù mà cháu là một cá nhân nhỏ trong cộng đồng thôi. Nhưng mà mỗi người trong cộng đồng của chúng ta đều có một cái vai trò để nhớ đến những người đã mất mạng sống của mình để mà tìm kiếm tự do. Trước tiên cháu xin cảm ơn đến ban tổ chức của buổi lễ ngày hôm nay, các cô chú mà đã bỏ ra rất là nhiều công sức để chúng ta có thể có mặt ở đây để có một cái ngày lễ thật là tốt đẹp. Cháu cũng cảm ơn đến quý vị đã đến từ các tổ chức tôn giáo để cùng tham gia và mang đến cho chúng ta sự bình an, và nhất là cho các gia đình của những người đã hy sinh cho chúng ta. Cháu cũng cảm ơn đến các vị dân cử đã dành thời gian để tới đây và tham dự, và nhất là những người mà đã nhiều năm hết lòng phục vụ và ủng hộ cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Nhân dịp quan trọng này thì cháu xin hy vọng là chúng ta sẽ luôn luôn tiếp tục nhớ đến những người thuyền nhân đã hết mình hy sinh để tìm kiếm sự tự do và một cái tương lai tốt đẹp hơn cho chúng ta. Chúng ta hãy nên tôn trọng và biết ơn đến những cái quyền tự do mà chúng ta đang có được tại đất nước Mỹ này. Cháu hy vọng là nhiều năm sau thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để gặp mặt nhiều hơn, để nhớ đến những người đã đi trước mình và để cố gắng mà tạo ra một cái tương lai tốt đẹp hơn nữa. Tiếp theo là phần chính của buổi lễ, là phần dâng lời cầu nguyện của các vị lãnh đạo tôn giáo. Trước hết là lời cầu nguyện của Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự. Hướng bạch chư Thế Tôn, hôm nay trong mùa tháng tư đen, ngày 29 tháng 4 năm 2018, Thế tử chúng con đến trước tượng đài thiền nhân để cầu nguyện cho những anh linh chiến sĩ hy sinh bảo vệ tổ quốc và những người đi tìm tự do đã bỏ mình nơi biển cả nơi rừng sâu. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư anh hùng gia hộ cho dân tộc Việt Nam không còn tiếng kêu gào vì đói khổ, vì bức bách, vì oan nghiệt mất nhà mất đất, cho các tôn giáo được phục hoạt tự do, cho những tù nhân lương tâm đấu tranh theo tư tưởng của mình để đem lại sự độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, cho Việt Nam không còn cường quyền bạo ác, giữ gìn bờ cõi vẹn toàn ngương mông. Chư Phật chứng minh, chư hồn thiên anh linh chiến sĩ, chư hương hồn đã bỏ mình chứng minh gia hộ, cho được thành tựu như nguyện hôm nay và cho những thế hệ hiện tại đây luôn luôn giữ gìn ý chí đấu tranh cùng người ở trong nước, tạo một thế vững vàng hầu đem lại tự do hạnh phúc cho tất cả nhân dân. Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo tát đại chứng minh. Và của linh mục Trần Văn Kiệm, giám đốc trung tâm công giáo. Trong những ngày này, chúng con có nhiều lý do để tưởng nhớ. Chúng con tưởng nhớ tới những người thân yêu của chúng con đã ra đi. Chúng con tưởng nhớ tới công ơn của tiền nhân đã xây dựng đất nước Việt Nam. Chúng con tưởng nhớ tới những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh và tất cả quân dân cán chính đã đóng góp cho cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ. Chúng con tưởng nhớ tới những người đã ra đi không chấp nhận chế độ cộng sản đàn áp dân tộc và làm rất nhiều điều sai trái trên quê hương Việt Nam của chúng con. Những người đã ra đi không được may mắn,
đã phải hy sinh trên biển cả hoặc nơi rừng sâu nước độc. Chúng con cầu xin cho tất cả các hương hồn đó được hưởng ánh sáng vĩnh cửu của Chúa. Chúng con cầu xin để Việt Nam một ngày gần đây trong tương lai sẽ có tự do, dân chủ, công lý và hòa bình. Kính thưa quý khán thính giả, ngày thuyền nhất lần thứ 9 do Ủy ban thực hiện đài tưởng niệm thuyền nhất tổ chức, sau đó còn có phần dâng lời cầu nguyện của các vị đại diện Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, và buổi lễ đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày sau phần thả bóng bóng tượng trưng cho sự siêu thoát và lời cảm tạ của thi sĩ Ái Cầm đại diện cho ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.